Xin chào các bác nhá, xin chào tất cả mọi người quanh cái đại kênh của em. Hôm nay em có 4 cái bình thủy nữa. Thì hai con bình thủy này nó đều có lỗi của nó, hết tí em sẽ nói cho các bác. Còn bây giờ em sẽ test cho các bác nhé. Bây giờ em đun nước sôi rồi. Con này nó sôi nó tự động các bác nhá. Trong này nó tự động đó. Chẳng hạn như là nước ở trong bình đúng không? Là nó vừa đun sôi rồi. Đó. Mà bây giờ em đổ nước nguội vào là nó sẽ tự động nó đun lại. Đấy. Đấy là điều đặc biệt của mấy cái bình thủy nó như vậy. Thì trước mắt đây các bác là hai cái bình thủy, một cái là 2 lít rưỡi và một cái là 3 lít. Đây, cái này là 3 lít này, cái này 2 lít rưỡi này, tất cả đều sản xuất tại Nhật hết nhá. Ở của hãng Yushi Yushi. Cái dòng này thì nó sản xuất cũng khá lâu rồi. Năm 2002 cơ. Bây giờ nó cũng thời gian trôi qua cũng khá lâu. Hai con là đều 2002 hết. Chỉ hơn nhau là 500ml thôi. Đó, nó bằng nhựa nhá. Hai con này thì bên ngoài thì đẹp. Thì các bác khỏi phải suy nghĩ về vấn đề bên ngoài của nó, tại nó bằng nhựa. Nó rất đẹp. Nó sản xuất tại Nhật luôn. Công suất lớn nhá. Dòng này công suất toàn là 900W nhá. Đấy, 985W. Hai con này có công suất như nhau đó. Tại vì em phải test cái con này cho các bác coi, là vì lý do là cái gioăng của nó bị nứt đó. Nhưng mà em đảm bảo các bác là hơi sẽ không bay được khi ra bên cạnh này nhá. Thì em sẽ chỉ cho các bác như bây giờ cứ nhìn thì nó sôi nữa nhá, xong bắt đầu mình nói tiếp vấn đề của nó. Cái giá của nó hai con bằng tiền nhau, 450 hết luôn. Có thấy bác nào thấy lấy con nào cũng được hết đấy, 2 lít rưỡi và 3 lít. Thì em thử xem là nó có xì hơi không, mặc dù do nó bị rách nhưng mà nó không xì hơi nhá. Còn nếu mà nó đàng hoàng con này thì nó lại khác cơ, nó không có sáng như thế này. Nhiệt độ nó lên rất là nhanh tại vì công suất nó lớn. Nó lên có 5 độ 1. Đó, như con bên kia vậy, bây giờ đang là 8-5 độ, tí nó sẽ nhảy lên 90. Đó, con này 90 sẽ nhảy lên 95, nói chung là nhảy 5 độ 1. Con này có pha sữa và con này cũng có pha sữa luôn nhá, hai con đều có pha sữa hết. Pha sữa là nhiệt độ 60 này. Đấy. Con này có 3 nhiệt độ. Dũng giống y chang, nói chung hai con này không khác nhau cái gì cả. Một thằng là LM, một thằng là ND thôi. Đó. Rồi các bác sẽ nhìn thấy sôi, bây giờ đang sôi rồi đó. Đó, các bác nhìn thấy không? Hơi nó chỉ bay ở đây ra thôi. Đó, chứ không có hơi bay ở cái vòng quanh viền này nhá. Mặc dù cái gioăng nó đã bị rách. Tí em sẽ quay cận cảnh cho bác cái gioăng nhìn cho nó thoải mái. Thì tại vì sao mà nó không xì hơi ra thì em biết là cái gioăng là ở phần trên chứ không phải phần dưới. Đó, các bác thấy không? Nước vẫn hơi vẫn bay lên đây được. Nhưng mà hơi sẽ không bao giờ có ở cái phần ria này nhá. Đó, hơi thì bác vẫn cần thấy đó, các bác vẫn để thấy hơi bay lên đây đấy, các bác thấy hơi không, vẫn bay lên trên ống nó, ống thông hơi của nó, nhưng mà vẫn không thể nào bay được ra xung quanh, mặc dù cái gioăng xung quanh nó bị nhăm rách rồi. Ví dụ đây nhiệt độ của con này chẳng hạn như bác hay pha sữa đúng không, thì các bác sẽ chọn đến nhiệt độ nó là 60 độ đi đấy, nó giữ ấm ở 60 độ là giữ 60 độ suốt. Cái con này giữ ấm rất là tốt nhá, dòng này dòng sản xuất tại Nhật đấy. Cái dòng cao cấp của nó là sản xuất nó giữ nhiệt rất là tốt. Đó, nước đã sôi rồi, các bác nhìn thấy không? Khói cái thứ nghi ngút rồi. Nhưng mà không có bị xì hơi ra bên cạnh nhá. Đó. Thì bác dùng là pha sữa cho trẻ con ok nhá. Đó, nó có 3 chức năng là 60 và 90 và 98. Đó. Đây, test là bơm các bác. Đó. Bơm hai con hoạt động bình thường thôi nhé. Đó. Giờ em sẽ quay cái gioăng cho các bác coi. Đây. Đứng rất nóng các bác nhé. Đó, các bác nhìn thấy cái gioăng không? Đấy. Gioăng nó nứt. Nó nứt rìa. Nhưng mà nó chỉ nứt ở phần dưới đó thôi.
Đó, cái chủ yếu là phần mà giữ đây này. Đó, các bác nhìn thấy là vết nứt của nó đây không? Đó, nhưng mà cái phần này nó không không có ảnh hưởng nhiều, chủ yếu là cái phần trên này. Đó. Các bác nhìn xong cái miệng này, khi mà nó đậy vào là cái phần trên nó tiếp xúc, còn phần dưới nó nằm phiên nọt nọt ở phía phía trong của nó. Đó, nên là nó mới không bay hơi ra được. À, cái phần trên này, nó phần trên nó sẽ đậy vào cái thành, nó kín cái thành nó, nên nó không bay hơi ra được. Hai con thì như nhau luôn. Nhâm 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 như nhau, nhưng mà phần trên nó không bị rách ra. Thì nó sôi xong là trên nó sẽ tự ngắt các bác nhé. Rồi, hai con này giá là 450 một con coi nhé, một con 2,5 lít. Này, có mã số C1 này, và C2. Rồi, bỏ hai con nó xuống. Rồi, con C3. Con này nó là dung tích là 3 lít nhé. Con này nó có không có nước bên trong. Nước thì nó báo như này, mấy con của Nhật là nó báo, còn của mình là nó cháy luôn đó. Bác cứ đợi cho nó một xíu nhá, thì mình cắm điện lên lại lên bình thường. Con này nó hơ hơ cái bơm thì cái phím. Đó, con cuối cùng, con này là C4 này, đó, 500 ngàn các bác. Dung tích nó là 3 lít. Đó, thì bên ngoài nó không được đẹp cho lắm. Này sản xuất tại China các bác nhé. Giá 500 ngàn. Bình thì còn rất là mới. Sáu mươi và 90 và 98. Con này giá 500 ngàn các bác nhé. Các bác nào nhu cầu mua thì cứ gọi cho em. Xin chào các bác.